Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Minhao TV. Hôm nay mình tiếp tục cuộc hành trình đi ngắm hoa nha mọi người. Thì hôm nay là lễ hội hoa hồng đó mọi người. Lễ hội hoa hồng được tổ chức ở Ulsan, Taekwondo ha. Đây là lễ hội lần thứ 14. Thì được tổ chức từ ngày 25 đến tháng 5 cho đến ngày 29 tháng 5. Thì 4 ngày này, 5 ngày này thì là 5 ngày thời điểm, 5 thời điểm hoa đẹp nhất. Thì các bạn đi sớm hoặc trễ hơn thì vẫn có hoa, nhưng mà nó không đẹp bằng 5 cái ngày chính này ha, 5 ngày lễ ha. Thì như những video trước mình đã giới thiệu với mọi người rồi đó, thì cái công viên này rất là lớn luôn. Nó nằm giữa thành phố thì nó có 3 cửa chính. Còn cái lễ hội hoa hồng này thì được tổ chức ở cửa nam của công viên ha. Đây là một khuôn viên trồng gồm có 57.000 hoa hồng nha mọi người. Thì trong đó có, nó thuộc 265 giống hoa của các nước khác nhau á, của nhiều nước trên thế giới luôn á. Thì ngoài ra thì còn có tổ chức sự kiện nè, rồi một buổi biểu diễn nhỏ nữa. Thì buổi biểu diễn á, thì ban ngày thì nói chung là những cái mà để cho biểu diễn cho thiếu nhi rồi xem đó mọi người, thì ban đêm mới có đại nhạc hội ha. Phí vào cửa thì cũng rẻ lắm mọi người, so với cái kinh tế, cái điều kiện mà cái thu nhập mà đi làm bên đây á, thì nó rất là rẻ luôn, chỉ có 2.000 một người thôi. Còn như trẻ em dưới 4 tuổi thì được miễn phí nè, và trên 65 tuổi cũng được miễn phí. Còn những người khuyết tật và người giám hộ thì người ta cũng cho miễn phí luôn ha. Vào đây là ngập tràn hoa hồng luôn mọi người ơi, đủ màu sắc luôn, đủ chủng loại hoa hồng luôn, mà nó thơm, nhất là cái loại hoa màu trắng ha, mình lỡ gần nó rất là thơm, nó tỏ ra cái mùi thơm ngào ngạt luôn, cái mùi thơm hoa hồng á. Còn những cái loại hoa kia thì mình nghĩ là có, nhưng mà nó không nhiều bằng cái hoa màu trắng. Thích lắm luôn mọi người ơi, nhìn ngắm hoa đẹp lắm. Nhưng mà hôm nay đi là nắng dữ dằn nắng luôn nha mọi người. Đi hôm nay về là bao đen luôn á. Nó là cái khu vườn hoa hồng nhỏ đối với một cái công viên to lớn thôi mọi người. Nhưng mà thật sự nếu mà để đi ngắm thì chắc cũng hết ngày mới hết cái công viên này á. Nhưng mà mình chia sẻ một số hình ảnh cho mọi người xem thôi ha. Và mọi người cùng mình ngắm một số hình ảnh hoa hồng qua màn ảnh nhỏ của mình nha. Người ta thì nắng quá, người ta xem xíu là người ta chui vô mấy cái hàng ghế đồ cây ngay chỗ có cây á mọi người, cho nó mát á, tôi ngồi đó tôi nhìn từ xa thôi chứ không bao giờ đi ngắm nổi. Nó lớn mà nó nắng dữ lắm, nắng mọi người không ngờ đi hôm nay vậy là bệnh luôn á. Nắng khủng khiếp luôn, nắng quá. Cha con mình nó đi thì đi thôi chứ đâu có ngắm hoa đâu mọi người, toàn là mình nó bỏ đi không à, nó đi lủi lủi lên chân núi á, nó lên đó đó nên nó mát mọi người, chứ là nó không thích hoa nữa, không muốn ngắm hoa đâu. Mình thì mình đi mình quay hoa mình chia sẻ với mọi người thôi, còn cha con mình là mua vé cho có rồi để đi vô tí xíu là đi ra rồi, đâu có vô đây ngắm hoa nữa đâu. Thôi mời mọi người cùng ngắm một số hình ảnh hoa hồng với mình nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi Minhao TV. Chúc mọi người ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Búp thôi mà nó đã to như thế này á. Nó chưa nở hết.
mình sẽ đi dài dài trong kia. Còn nhiều cái hay ho để xem đó mọi người. Còn trên kia nữa kìa mọi người. Cái vườn hoa hồng này lớn. Đây là hoa hồng Pháp nha mọi người, đúng là màu hồng luôn á. Màu hồng đẹp quá, màu nào cũng đẹp hết trơn mọi người ơi. Cái hoa của nó to ghê luôn á. Chừng nắng quá người ta vô trong đó ta ngồi rồi mọi người. Thật sự là hoa thì đẹp lắm nhưng mà nắng lắm mọi người. Hoa hồng này của Đức nè. Hoa hồng của Đức nhiều cánh ghê luôn á. Hoa nó cũng to, nó nhiều cánh nha. Trên đây nữa đây. Đi vô cái vòm này. Hoa nó rụng tan tác hết kìa. Mọi người thấy cánh hoa nó rụng tan tác không? Cái đầu cá heo.